Chào mừng mọi người đã đến với Luật sư X, có thể nói là cổng dịch vụ công quốc gia hay là làm căn cước công dân gắn chip, làm hộ chiếu online là những minh chứng rõ nét nhất cho quá trình từ số hóa và tiến dần tới hiện đại hóa các loại giấy tờ thủ tục hành chính. Và hiện nay thì đã có rất nhiều loại giấy tờ đã, đang và sẽ được thay thế bằng bản điện tử. Vậy trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về 6 loại giấy tờ được thay thế bằng bản điện tử mà bạn nên biết. Đầu tiên đó chính là sổ hộ khẩu và sổ tạm trú. Theo quy định tại khoản 3 điều 38 Luật cư trú 2020 thì sổ hộ khẩu và sổ tạm trú đã được cấp thì chỉ có giá trị tới cuối năm nay, tức là tới ngày 31 tháng 12 năm 2022. Và hiện tại khi người dân thực hiện các thủ tục để đăng ký cư trú mà làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu hay là sổ tạm trú thì lúc này cơ quan đăng ký cư trú sẽ có những trách nhiệm sau đây. Đầu tiên đó chính là thu hồi sổ hộ khẩu và sổ tạm trú đã được cấp. Thứ hai là thực hiện thay đổi thông tin và cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới hay là cấp lại sổ hộ khẩu và sổ tạm trú. Như vậy là chúng ta có thể hiểu là sổ hộ khẩu và sổ tạm trú sẽ được thay thế bằng bản điện tử trong tương lai. Thứ hai đó chính là thẻ bảo hiểm y tế. Thực tế cho thấy thì từ mùng 1 tháng 6 năm 2021, tức là một năm trước đây, người dân khi đi khám chữa bệnh thì đã có thể sử dụng hình ảnh về bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID. Nếu trong trường hợp người dân chưa hoặc là không thể tải ứng dụng này thì lúc này người dân vẫn có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bằng bản cứng. Thứ ba đó chính là về thẻ bảo hiểm xã hội. Theo quy định tại điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có nêu cụ thể như sau. Thứ nhất, sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. Thứ hai là đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. Thứ ba là chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử. Và hiện nay thì đã là năm 2022, người dân chỉ cần truy cập ứng dụng VSSID để nắm bắt được mọi thông tin về quá trình đóng cũng như là quá trình hưởng bảo hiểm xã hội. Thứ tư đó chính là giấy khai sinh. Cụ thể thì từ ngày 18 tháng 2 năm 2022, Bộ Tư pháp đã chính thức ban hành giấy khai sinh bản điện tử thay thế cho bản giấy. Với tinh thần là khi đi thực hiện các loại thủ tục hành chính giấy tờ có liên quan thì người dân chỉ cần xuất trình giấy khai sinh bản điện tử thay cho bản giấy. Thứ năm đó chính là giấy đăng ký kết hôn. Tương tự như là giấy khai sinh thì lúc này nếu như mà thực hiện các loại thủ tục giấy tờ có liên quan tới giấy đăng ký kết hôn thì người dân có thể xuất trình giấy đăng ký kết hôn bản điện tử thay cho bản giấy là được. Cuối cùng đó chính là các loại giấy tờ hộ tịch khác. Các loại giấy tờ hộ tịch khác ví dụ như là giấy trích lục khai sinh, các loại giấy tờ khác như là giấy chứng nhận tình trạng kết hôn, giấy báo tử hay là trích lục khai tử thì đã có thể được thực hiện bằng bản điện tử thay cho bản giấy theo quy định. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã đón xem video này. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận được thông báo cho video mới nhất nhé. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.